Xin chào tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị, anh chị, cô chú và các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Thì trong thời gian này cũng còn rất là nhiều quý vị kiều bào sinh sống ở nước ngoài hiện tại cũng còn đang ở Việt Nam ăn Tết, chưa có đi qua trở lại nước sở tại nơi mình sinh sống. Và cũng rất là nhiều người đang tìm những cái vé máy bay từ Mỹ đi về Việt Nam trong cái mùa hè này. Thì hiện tại bên em có những cái vé máy bay giá rất là tốt cho tất cả kiều bào đang sinh sống ở Mỹ và Canada đi về Việt Nam cũng như chiều ngược lại từ Việt Nam qua Mỹ và Canada. Thì trong thời gian vừa qua rất là nhiều quý vị ở Việt Nam cũng như là ở Mỹ cũng có gọi hỏi em rất là nhiều về cái vấn đề tư vấn về định cư. Quý vị đang tìm cách ở lại Mỹ sau khi tốt nghiệp hoặc là diện EB2, Advanced Degree hay là EB3, có thể là cái câu trả lời cho quý vị như sau. Thì quý vị đang tìm một cái cơ hội để định cư lại ở Mỹ. Nếu như mà quý vị mà là du học sinh đã có mặt ở Mỹ rồi, đang là du học sinh thì rất là dễ dàng nha quý vị. Có một số lựa chọn dành cho sinh viên quốc tế như là OPT hay là H1B hoặc thẻ xanh. Tuy nhiên, điểm đến cuối cùng cho bạn phải là thẻ xanh. Thẻ xanh là sự lựa chọn tối ưu cho phép bạn sống và làm việc tại Hoa Kỳ một cách tự do và lâu dài. Để đăng ký thẻ xanh theo diện việc làm, bạn phải có một nhà tài trợ đủ tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Và mọi người đều biết rằng việc tìm một người như vậy là vô cùng khó khăn. Thì nếu mà quý vị muốn tìm hiểu rõ hơn á, thì chúng tôi có cách để mà giúp bạn hoặc là hỗ trợ bạn để tìm hiểu rõ hơn về định cư Mỹ theo những cái diện là du học sinh hoặc là hợp tác lao động nha quý vị. Và sau đây em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái dịch vụ bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn. Cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam. Visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Các giấy tờ ủy quyền tài sản, mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác. Gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin nói rõ, quý vị có cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị có cái bằng lái xe quốc tế. Thì khi đi Việt Nam, quý vị lái xe ở Việt Nam được, và cái bằng lái xe quốc tế này nó giá trị là lái được xe 2 bánh và 4 bánh, rất là tiện lợi cho chúng ta về Việt Nam lái xe. Xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân của Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp, cần người cô sai để mà hoàn thành cái hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Thì nếu quý vị nào có làm những cái hồ sơ về di trú bảo lãnh người thân định cư như diện vợ chồng, anh em, cha mẹ, con cái thì hãy luôn vui lòng liên hệ bên em để được hỗ trợ. Và tất cả mọi thắc mắc vui lòng gọi về số điện thoại 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Zalo giúp em cái số điện thoại trên nha quý vị. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị, chị, cô chú và các bạn gần xa rất là nhiều đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị luôn luôn nhiều sức khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!